Hôm qua, Công an huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang cho biết vừa ra quyết định bắt giữ một chủ quán nhậu có hành vi chứa mại dâm. Trước đó, Công an tiến hành kiểm tra đột xuất quán nhậu 007 do Phạm Thị Thu Dung, sinh năm 1969, ngụ ấp 15, xã Đông Hưng B làm chủ. Bắt quả tang tại phòng nghỉ của quán có hai cặp nam nữ đang mua bán dâm. Qua làm việc, Dung khai nhận quán có hai nhân viên nữ phục vụ. Khi khách có nhu cầu mua dâm thì hai nhân viên này bán dâm tại phòng nghỉ của quán. Mỗi lần, Dung thu tiền thuê phòng từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Ngày 22 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã điều tra làm rõ thủ phạm vụ giết người tại quán karaoke Ánh Trăng ở xã Cổ Đạm là đối tượng Nguyễn Công Chính, sinh năm 1996, trú tại khối 8B, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Trước đó vào tối 20 tháng 11, tại quán karaoke Ánh Trăng xảy ra vụ xô xát, đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên. Đối tượng Nguyễn Công Chính đã dùng dao đâm chết anh Phan Tiến Thành. Sau 2 ngày điều tra vận động, Chính đã đến cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được củng cố hồ sơ để xử lý.